Ngày 21 tháng 6 năm 2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 267N, bắt giữ hai đối tượng là Trần Thị Bích Trang, sinh năm 1992, quê ở tỉnh Đắk Lắk, và Trần Hữu Kiên, sinh năm 1991, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, cùng ở khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2018, tại ngã tư giữa đường Phước Thắng và đường 2 tháng 9, phường 12, thành phố Vũng Tàu, lực lượng trinh sát đặc biệt phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với đồn biên phòng Chí Linh bắt quả tang hai đối tượng Trang và Kiên đang tàng trữ trái phép một gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 5 gram, hai điện thoại, một xe máy và 3,1 triệu đồng. Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, lực lượng đánh án thu giữ thêm 44 gram ma túy tổng hợp dạng đá. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.